Hất sinh tại giường luôn nha các bạn. Hỡi các tín đồ gọi ơi. Bây giờ mình ăn mì nha. Ông hai ơi. Cho tụi con xin vô săn ngồi chơi được không hai? Con vô cắm trại vô ngồi ăn uống à. Con vô ngồi ăn bánh thôi chứ không gì hết. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ. Con vô làm bỏ đồ đủ ăn. Đây là khu vườn của ông hai trên đây các bạn. Cái là mát ở dưới đồng các bạn. Mọi người cái bao sạch này các bạn ơi, lót đồ ăn. Rồi. Cái cặp anh lại. Ngồi xuống, anh ngồi xuống ngồi theo. Quay ngồi luôn, cứ ngồi theo. Để nó cao hấp nó xuống không đẹp, trên gọi xuống nó đẹp. Ừ. Vô cái khu vườn đây. À, mát mẻ, mượn được cái bao sạch nè. Rồi đem làm món sạch nước ăn nha các bạn. Đây là túi lắc bảo đây, đầy đủ. Đây là nguyên liệu chính là một trái đu đủ. Nấu ăn trong rừng nha các bạn. Ngồi đàng hoàng tới anh nè. Món gỏi nha các bạn. Mình tự làm mà tự ăn. Quay này quay gần mấy món này đây. Dùng cụ chưa? Heo đổ. Đồ găm. Chảy đồ đủ. Chị em rửa cho đồ đủ nha. Rửa cho đồ đủ thì kỹ quay nó rửa. Chà rửa. Ok, đây là phụ bếp nè các bạn. Bếp phụ. Phụ ngoài đây bếp phụ. Đây ghế dép ra ngồi với anh nè. Ok, sau khi một hồi rửa ghế xong giờ mình sẽ bào các bạn ơi. Bào để làm gỏi nha. Ok. Rửa xong rồi giờ mình bào các bạn ơi. Bào làm gỏi. Mình bỏ hết kem. Ôi nhìn đã quá nhìn thấy em quá. Cô bào ngồi phát trái này chắc tư tối luôn. Nè à, trong quá trình anh bào cũng gọt xài đi. Nghe chưa? Gọt xài là khỏi cấu rồi. Đúng rồi đó. Rồi cái vỏ đây đây nè. Rồi đem rửa. Làm gỏi đều đủ giữa đồng nha các bạn, giữa rừng nha các bạn. Giòn luôn à. Đúng rồi, dịch hết rồi. Hết
bầm bầm đây. Bầm cái bao để bầm. Bầm người gọt vô hiểu không? Biết làm được không? Bầm lên cái xài á, hiểu không? Sống bị bệnh á. Ừ. Sống không có cuốn chén đâu mà ăn không chứ. Mơ hồ hả? Là em gọi cuốn không gì đó. Em chưa gọi luôn, em chưa ăn bao giờ. Bà Trang mày bá bán gì đó mày ăn. Mình ăn gỏi đu đủ mà. Không gì đó. Không nha, thèm. Mày đâu đây nữa hả? Đi theo quá. Biết hả? Ngồi đây kiếm gọt sợ chứ đừng ngồi kiếm gọt á. Giỏi lắm bà quá. Làm mà tự ăn luôn. Hỏi ai ăn. Bắt đầu đá mà cà game mà. Này không có nước mắm thôi. Bào quá bào rồi. Bào được như đây nè. Má mỏi tay rồi. Đây gần lên. Đây nhất rồi. Nó cao lên. Nó thấy nó thấy. Đây. Vô găm vô. Đây đang rửa đây. Vô găm đi. Rửa vô găm. Chạy vậy. Thôi khỏi đây gì được. Ăn nó chua rồi. Mình thêm miếng thôi. Dạ thơm quá. Nè đổ lên nè. Trộn đều. Hấp dẫn chưa, thơm lắm đó. Anh Phương thiếu ớt hả? Có ớt rồi luôn rồi. Sáng nãy trong cái muối này luôn rồi. Dạ này em biết. Ớt hả? Có gì được rồi. Cho mới lấy nha. Nó cho con dài dài chứ. Ừ, được rồi. Vậy đó. Ớt này là bao tơi luôn. Ớt sinh tại vườn luôn nha các bạn. Khỏi luôn. Có gỏi đu đủ ti thi nè. Mấy em có ăn chuối không? Chuối gọt, chuối bỏ vô luôn. Chuối ăn nó gọt gọt rồi nó chắc. Chuối sống ai ngọt? Mà tao ăn cái gọt thì mày. Nó nhẹ quá à. Thôi chuối mất không gọt luôn. Đi. Quá thèm rồi. Thở các tín đồ gỏi ơi. Đây là món gỏi dưa gừng giữa đồng quen rất là ngon các bạn. Thấy thơm lắm mà nó chảy nước miếng lắm mà. À, mình chắc là mình chắc là không biết tới ướt lòng quần rồi. Ướt quần luôn nè. Lần nào không có khả năng mất quay. Đây, giờ này
Ok, bây giờ mình đỡ chút xíu đi. Ha. Giống bánh dân trộn quá vậy. Đỡ chút xíu đi cho nó thấm đi. Rồi, đỡ chút xíu đi. Tắt máy quay đi. Ok, mời các bạn thưởng thức với Phương nha. Chua chua giòn giòn đã lắm các bạn ơi. Lấy đũa ăn thôi. Ăn gấp nhiều, ăn hết nhiều. Đánh ăn à. Cái gì cũng ăn được. Gặp dưa leo ăn dưa leo, gặp chuối ăn chuối. Bây giờ mình quay cho mình. Số 1. Like cho Tem Phương, like các bạn. Ăn gỏi, ăn trái cây gì mà nó ngon lắm các bạn. Trong ngoài này ăn gì vậy? Dưa leo hả? À rồi, cái gì cũng ăn được chứ hả? Dưa leo ăn cái gì vậy? Dưa leo ăn cái gì? Dưa ăn chung luôn vậy đó hả? Rồi, kèm thêm dưa leo đó nghe các bạn. Được rồi. Ăn này là bao tơi. Dưa leo hả? Khe là nó cay, mình để ớt nhiều quá. Rồi luôn. Phát hiện ra nhiều luôn các bạn ơi. Ăn gỏi nè, ăn dưa leo nè. Và một hồi là chị táo bón nè các bạn. Là ai mà đi cộng một hồi đi. Ok các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì video của Phương đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ like và chia sẻ cho Phương nha các bạn. Bye bye.